Golden. Cố gắng lên. Hãy tin em. Ok. Tự tin lên, vô nước rồi đó. Chà, anh ba, em nghĩ Úc Sương sẽ động. Gì vậy bà? Đi thi hùng biện mà làm như định cư nước ngoài vậy? Mà cả gia đình hô khẩu hiệu dữ vậy? Nhà bà mắc cười quá à. Nhà tôi là vậy đó. Mỗi lần mà tôi đi thi hay là ai có chuyện gì quan trọng là kéo nguyên một nhà đi theo ủng hộ luôn đó. Như vậy mới yêu thương và đùm bọc nhau chứ. Trời ơi, vậy quê chết luôn á. Có gì đâu mà quê. Gia đình mình đã yêu thương và chăm sóc cho mình, phải nói đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Bà mà quê á là bà không có yêu thương gia đình mình. Vậy đó. Là bà hạnh phúc quá ha. Thôi mình đi. Trời ơi, nhìn cái cảnh này á làm nhớ cái cảnh sao? Cảnh đó mày. Cái cảnh mà lúc trước á mà cả nhà mình á chuẩn bị đồ để mà chuẩn bị để mà ông sư đi có mắt gì thương đó. Nhớ không? Thương hoàng ngàn năm đó. Đúng rồi đó. Ủa, vậy là nhà mình làm lễ cầu hôn giống như là phim nước ngoài luôn á hả? Chứ sao? Trời, lúc đó hả tụi tôi chuẩn bị bóng bay nữa. Rồi hả làm một con lươn ra cái chữ lấy anh nhà thương nhớ không? Vậy sao lúc đó chị Thương chị không đồng ý đi? Để bây giờ anh sư ảnh. Trời. Ơi, đừng có hỏi nhiều. Chuyện đó là chuyện riêng. Thì có những người ở trong cuộc mới hiểu những người ở trong kẹt. Mà kẹt quá thì thôi thì bỏ qua luôn. Kẹt quá kẹt. Anh sư. Trời, anh có khỏe không? Em nhớ anh quá. Anh khỏe không? Không, mình ra quán nước ngoài kia rồi mình nói chuyện nha. Thôi đi nha. Dạ. À, bé Phụng à, khát nước không con? Dạ. Ra ngoài mua nước uống dạ. Nha. Ê, qua hóng. Để lên. Trời ơi, thiệt luôn á. Nhỏ em của em hôm nay đi thi hùng biện tiếng Anh nên nhờ em chở tới trường nè. Em không nghĩ là có sự trùng hợp như vậy. Em được gặp anh ở đây. Hồi nãy thấy anh và mọi người đi ngang nhưng em không dám chắc. Tới khi chạy đến thì đúng là anh rồi. Em mừng quá à. Cảm ơn dạ. Em sao anh ốm quá vậy hả? Anh nói em nghe đi, dạo này ở trong nhà mình mọi người vẫn khỏe hết hả? Ừ, khỏe hết. Vậy hả? Trời ơi, không ngờ luôn. Trời ơi, sao mà em thấy anh ốm hơn hồi xưa á? Em đau lòng lắm anh biết không? Thôi anh cảm ơn em. Nhưng mà em về đợt này là về chơi hả? Rồi chồng em đâu? Dạ em trốn về. Hả? Sao lại trốn? Cũng giống như ngày xưa lúc mà em trốn anh vậy đó. Em nghĩ là em đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Nhưng mà em đừng có như vậy nữa. Lấy chồng á là do em chọn. Em cũng đã lựa chọn được chồng rồi. Mà qua bển em với chồng em xảy ra mâu thuẫn gì hả? Tại em bị sao vậy? Em bị ai đánh hả? Trời. Anh ba này hay ha. Không có hẹn với nhau gì hết á mà bận ốc cặp mới chịu. Trời ơi, kính thưa quý vị. Sao? Vậy là cuối cùng chàng võ sư cơ bắp cũng đã xòe bàn tay của mình ra để nắm lấy tay của người yêu cũ. Người xưa có câu quả nhiên là rất đúng. Câu gì? Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi để rồi đường ai nấy về. Tào lao. Nói gì vậy? Đó là bài hát ông nội. Ủa, là bài hát hả? Bài hát mà. Ủa, xin lỗi, lộn. Tào lao. Hơi lộn. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống ai cũng có phút lầm lỗi. Mình lộn thì mình làm lại, không sao cả. Ui, nhìn kìa. Hai bàn tay đã nắm nhau. Làm tôi nhớ tới một cái tuồng thiệt là rất hay. Bên cầu dịch lụa. Cái cảnh mà Nguyệt về dẫn con thăm anh Minh. Tào lao, bên cầu dịch lụa làm gì có Nguyệt? Mọi người tập trung có thấy không? Mọi người nhìn thấy chưa? Đó. Kìa, đó, bàn tay đang nắm bàn tay kìa. Không rồi. Bên cầu dịch lụa hay quá. Nguyệt đem con đến nhìn anh Minh. Anh Minh ơi. Anh Minh ơi. Trời ơi, ông bị bệnh hả? Nãy giờ ông nói gì vậy? Em nghĩ là lúc đó phải chi anh cầu hôn em mà em chấp nhận thì hay biết mấy. Em nghe lời gia đình của em nói á, là những người mà đánh võ như anh á, thì sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cho nên em mới đi chọn một người đàn ông nước ngoài, ăn nói nhỏ nhẹ.
Nhưng mà cuối cùng thì... Thôi, em đừng có nghĩ tới nữa. Cũng may là em còn có thể về tới quê nhà. Chứ anh thấy có nhiều người có hoàn cảnh giống như em cũng bị trắc trở nhiều đó. Anh Sư, anh Sư, chuyện của tụi mình có thể quay lại với nhau được không? Sao rồi? Em đậu được giải nhì rồi. Cha đâu rồi? Cha đâu rồi? Cha dẫn bé Phụng đi ăn kem rồi. Còn ba? Mọi người nhìn đi, mặc định là chưa yêu, rồi một ngày người xưa đến, ánh mắt khiến ta nhìn nhau, nhưng mà hai người đó gặp nhau, trời ơi, ôm hôn thấm thiết luôn, xong rồi nắm tay nắm chân rồi tâm sự ở bên đó hả? Thấy là gần gũi, giống người ta nói cái câu là tình cũ không đủ cũng tới luôn. Em hiểu anh rồi đó, thấy chưa? Nắm tay nữa, thấy không? Thấy không Xuân? Đó, nắm kìa. Em đi kiếm cha đây. Tự nhiên đi gặp cha, muốn gặp lại gặp sao? Sao bà biến dị vậy? Còn tôi? Tôi đứng đây luôn. Thôi xàm quá à, dẹp đi. Thôi ai rảnh đi nha. Bye. Giờ đi vậy thì mình đi. Trời, sao bỏ tôi vậy? Nhịp cùng nhịp bước chân, những vũ điệu hoa cùng đánh trời.